Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay cửa hàng Lột Máy Cưa bọn em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cắt cỏ đang bán thanh lý anh em nhá. Tại sao mà em nói thanh lý ạ? Bởi vì bây giờ cửa hàng chúng em thì đang có dọn tổng dọn kho, dọn cửa hàng nên là có mấy con máy cắt cỏ thì đoán thanh lý cho anh em để cho anh em để cửa hàng chúng em nhập mẫu máy mới về anh em nhá. Đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ K, K1, K2, K3 này. Đấy, ví dụ là anh em ưng con nào thì anh chỉ bảo là anh muốn mua cái con K1 này này, hoặc là anh muốn mua con K2, hoặc là anh muốn mua con K3 là được anh em nhá. Trong đấy thì có một con máy to, công suất to, hàng máy mới 100% để cho anh em chuyên về phục vụ sử dụng khai thác đấy, à, sử dụng cắt chuyên nghiệp anh em nha, về phát cước đấy ạ, à, nòng 40mm luôn. Còn cái con K1, K2 này thì hai con máy thì để cho anh em về phát cỏ gia đình anh em nhá. Riêng con K1 là con K2 là hai con này thì nó là hàng máy cũ anh em nha. Hàng máy cũ nhưng mà tình trạng vẫn còn đẹp 90% luôn anh em. Đấy, một con Hitachi, một con Tanaka. Còn cái con K3 này là máy mới 100% nhá. Hàng máy mới 100% nhá anh em nhá. Con K1 và con K2 cửa hàng chúng em đang bán với cái giá 850 ngàn thôi anh em. Đấy, riêng anh em nào mà lấy con K1, K2 thì anh em vui lòng cọc cho em trước 200 ngàn nhá. Đấy, còn anh em nào lấy con K3 thì không cần phải cọc anh em nhá. Đó, anh em theo dõi giúp cửa hàng chúng em. Tại vì con K1 và con K2 thì cả chúng em bán gọi như là bán lỗ luôn rồi đấy ạ. Bán lỗ luôn rồi nên là để tránh tình trạng anh em mà bom hàng nữa thì cả hàng chúng em đúng chết luôn. Đấy nên là vui lòng cọc cho em trước 200 ngàn nha anh em nha. Còn nói về độ uy tín thì anh em cứ phải yên tâm. Anh em nào mà tìm hiểu kênh của em thì có biết rồi. Cả hàng chúng em bán thì phải 5-6 năm nay rồi. Ở bán mảng trên mạng rồi nha. Con này thì nòng công suất 32cc, thương hiệu Hitachi, bán 850 ngàn, bán thanh lý nha anh em nhá. Bán thanh lý thu hồi vốn, bán lỗ đấy ạ. Công suất 32cc cho anh em về phát gia đình. Nhẹ lắm, con này thì chắc chỉ nặng khoảng tầm 4-5kg thôi anh em. Anh em lấy thì sẽ tặng kèm cho anh em một con dao với một cái dây đeo anh em nhá. 850 thôi, quá rẻ đúng không anh em? Giờ test nổ cho anh em nghe qua này. Đó, một máy cưa nhỏ nhỏ cho anh em về phát gia đình nha anh em nhá. Còn con K2 thì nó cũng con này cũng thế, giá thì bằng nhau luôn. Đến từ nhà thương hiệu Tanaka. Đó, con này tay ga cũng dạng tay ga đẩy dạng như này, công tác thì ở trên này. Độc bò đầu biếc đây. Chắn cỏ đầy đủ nhá. Cần Tanaka luôn này, nguyên zin nhá. Đó, 850, con này thì công suất cũng 32cc. Đó, cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình nha. Anh em lấy con K2 thì sẽ tặng kèm cho anh em là một cái dao, một cái dây đeo anh em nhá. Và anh em lấy con K2 thì vui lòng cọc cho em trước 200 ngàn anh em nha. Đấy, còn cái con K3 này đây. Đấy, hai con này thì bán thanh lý nha. Giá cực kỳ hời, cực kỳ rẻ rồi. Còn cái con K3 là một con máy to cho anh em về chuyên để đập phát cước đây anh em. Nếu mà anh em nào mà về phát phát cỏ to đấy ạ thì lấy con này thì quá hợp lý nha. Con này thì phát cước thì cực kỳ thoải mái luôn. Dòng này là dòng Kukama 541 này, đang bán cho anh em giá cực kỳ rẻ rồi anh em nhá. Đó, và anh em lấy con này sẽ tặng kèm cho anh em là một dao, một ổ phát cước này, một dây đeo, một chắn cỏ và một bộ đồ nghề nhá. Đấy, 5 món phụ kiện kèm theo đây, bộ đồ nghề của nó đây.
tay ga đây đầy đủ hết nha các bạn nhá. Con này thì công suất cực kỳ to và máy này thì nó là máy mới 100% luôn này. Hukama 541 này, công suất 41cc và nòng của nó là 40mm. Về phát thuê phát mướn thì thoải mái luôn này. Thế hợp lý cho anh em. Đó, có tích hợp trục giật trợ lực luôn nhá. Con này thì về phát cước phát kia của anh em đi làm phát thuê phát mướn đấy ạ. Và dòng này thì nó là hàng siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn nha, bởi vì nó sử dụng chế zin 3, chế 2 kim nên là cái dòng này này anh em ấy về phát thì chỉ hết tầm khoảng 2 bình xăng trên một ngày thôi nhá. Một ngày phát hết tầm khoảng 2 bình xăng trên một ngày thôi. Đó, rồi sẽ test nổ cho anh em nghe qua này. Anh em đây phần đầu bò rồi, biết của nó đây anh em. Đó, đầu bò này, ống cần là ống cần 28 nha, tay ga là hệ tay ga bộ này, giá 2 triệu nha anh em nhá, bao ship cho anh em luôn. Con này thì anh em lấy thì không cần phải cọc cạch gì đâu. Đó, anh em ưng thì anh em liên hệ cho bên em. Đó, để lại điều thông tin địa chỉ số điện thoại thì em sẽ ship đến tận nhà cho anh em nhá. Bên em thì có giao hàng toàn quốc luôn. Chân chống là hệ chân chống sắt luôn này. Đó, con này thì công suất cực kỳ to rồi. Côn to luôn nha anh em nhá. Vâng, và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em ba con máy cắt cỏ. Anh em ưng con nào thì liên hệ cho bên em để đặt hàng anh em nhé. Xin chào toàn thể anh em.